Bất chấp các cơ quan bảo hiểm đã liên tục tuyên truyền về những hệ lụy trong tương lai, nhưng lượng người đổ đến làm thủ tục bảo hiểm xã hội một lần vẫn tăng mạnh. Điều đáng báo động là bên cạnh những người đã nhiều năm đóng bảo hiểm xã hội, còn có cả lực lượng lao động trẻ mới tham gia cũng xin rút, ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bảo hiểm. Đây là cảnh tượng quen thuộc ở trụ sở bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày qua. Bà Hồng đi xếp hàng từ 6 giờ sáng, tức hơn 1 giờ trước khi cơ quan bảo hiểm này làm việc. Bà quyết định rút để có được khoản tiền sau khi nghỉ việc ở thành phố để về quê sinh sống. Lên đây là lâu rồi muốn về quê để tại vì có gia đình rồi đó, về quê có ông bà già, muốn về quê chăm sóc bà già, mà nó mình rút một lần luôn. Phần đông những người lớn tuổi xin rút bảo hiểm xã hội vì lý do kinh tế, nhưng vẫn có nhiều bạn trẻ nghỉ việc hoặc thay đổi công việc cũng chọn cách rút bảo hiểm xã hội, dù họ hoàn toàn có khả năng đóng tiếp. Tại vì em muốn chấm dứt hợp đồng, muốn nghỉ làm á, nên là em muốn đi rút. Người ta khuyến cáo thì sổ bảo hiểm sẽ ảnh hưởng lớn sau này. Dạ không có ảnh hưởng, đây là tại do mình ơn mình đi rút thôi, mình muốn đi rút. Nếu mà em đóng tiếp á, thì tới 60 mấy tuổi nó có lương hưu á, nên em quyết định là rút bảo hiểm một lần luôn. Trong bối cảnh dân số Việt Nam đang có tốc độ già hóa rất nhanh, thì việc người dân đổ xô đi rút bảo hiểm xã hội một lần, trong đó có nhiều người trẻ, là thực trạng đáng báo động. Riêng thành phố Hồ Chí Minh, trong 3 tháng qua, đã có hơn 37.000 người xin rút, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Bất chấp bảo hiểm thành phố Hồ Chí Minh liên tục cảnh báo về hệ lụy an sinh khi người dân ngừng tham gia bảo hiểm xã hội. Hiện nay là người lao động đang nhìn cái tiền hưởng bảo hiểm một lần, đó là cái khoản thu nhập sau khi nghỉ việc. Cái người lao động sau khi mà chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần rồi, thì họ vẫn tiếp tục làm việc, vẫn tiếp tục đóng và lại tiếp tục nhận bảo hiểm xã hội một lần. Những cái khoản nó gọi là để dành cho tuổi già thì mình nên cố gắng để mình giữ lại, chứ đừng sử dụng những cái khoản dành cho tuổi già khi mà mình đang còn tuổi trẻ. Hiện tượng người dân đổ xô đi rút bảo hiểm xã hội một lần như hiện nay sẽ tác động trực tiếp đến quyền lợi lao động. Theo khuyến cáo của cơ quan bảo hiểm xã hội, đây là hành động giống như vay mượn của tương lai. Người lao động sẽ mất cơ hội hưởng lương hưu khi về già, cũng như nhiều chính sách y tế, an sinh chung của xã hội.